Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Redmi K20. Đây có thể coi là chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 730 rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ. Hiện tại thì mình nhớ không lầm đó là Redmi K20 đang được bán tại Clickbuy với mức giá là dưới 6 triệu rồi. Giá chính xác như nào thì bạn dựng video sẽ hiển thị lên trên hình cho các bạn xem. Trước kia ấy, thì cái con chip Snapdragon 730 này nó là rẻ nhất thì nằm ở trên con Lenovo Z6. Đấy, nhưng mà bây giờ thì đúng là cái con K20 Pro này nó giảm giá kinh quá. Nên là bây giờ đây sẽ là sản phẩm chạy con chip Snapdragon 730 rẻ nhất. Và con chip Snapdragon 730 ở trên cái con điện thoại này thì nó cũng sẽ khác hơn một chút so với cả con chip Snapdragon 730 ở trên Galaxy A80. Galaxy A80 thì nó được trang bị con chip Snapdragon 730G cơ. Thì G đấy viết tắt là chữ game mà, nó sẽ có hiệu năng cao hơn một tí so với cả con chip Snapdragon 730 bình thường như thế này. Đấy, nhưng mình thấy là Xiaomi tối hóa cũng rất là tốt đấy. Và con chip Snapdragon 730 là con chip đầu bảng mạnh mẽ nhất của tầm trung Qualcomm ở thời điểm hiện tại. Đấy, nên là ngày hôm nay mình sẽ test thử hai cái tựa game rất là nặng, đó là game Liên Quân Mobile và game PUBG Mobile, hai cái tựa game mà khá nhiều bạn đang chơi bây giờ. Đấy, thì để xem là sức mạnh của 6GB RAM kèm theo đó là con chip 730 và 64GB bộ nhớ trong của cái con Redmi K20 này nó như thế nào. Đấy, và người được mình mời tới ngày hôm nay để chơi hai tựa game này vẫn là một người rất là quen thuộc, đó là bạn Trịnh Hải đến từ kênh YouTube Chơi Hay. Đấy, bọn mình kết hợp với nhau để làm ra cái series test như này cho các bạn. Và trong mỗi một cái bài test như này thì bọn mình sẽ đưa ra, ví dụ như là cái máy này nó trải nghiệm nó mượt mà không, số khung hình trên dây của nó sẽ như thế nào, rồi là cái cảm giác khi mà chơi game sẽ ra sao, và đặc biệt nữa đó là chơi game nó bị nóng lên hay không. Đấy là các yếu tố mà các bạn quan tâm tới nhất, đúng nào. Đấy, và tất cả những bài test này thì chỉ nhằm mục đích chơi game thôi, chứ còn lại thì chúng ta sử dụng một cái điện thoại bình thường nhá, thì con này thiết kế kính kim loại này, màn hình Full HD cộng tràn viền không bị khuyết tật này, hiệu năng thì ở mức độ đủ dùng với tác vụ bình thường rồi, thậm chí là quá thừa thãi đối với tác vụ bình thường rồi. Đấy, camera thì rất ngon và rất đa dụng, 3 camera luôn, thời lượng pin thì trâu, có hỗ trợ sạc nhanh. Nói chung là con này thì mình nghĩ là tương đối là hoàn hảo trong cái tầm giá dưới 6 triệu. Chỉ có mỗi cái là chúng ta sẽ xem là con chip 730 thực sự nó có chơi game tốt hay không, và liệu nó có tiệm cận được với những cái con chip đầu 8 kiểu như là Snapdragon 835 hay không nhá. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Rồi, ở video đánh giá hiệu năng của chiếc Redmi K20 này cũng như là cái video trải nghiệm game thì mình sẽ đánh hai tựa game chính là Liên Quân Mobile và PUBG Mobile, là hai tựa game rất phổ biến rồi. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu chúng ta hãy ngó qua một chút về cái điểm số AnTuTu của chiếc máy này. Thì với con chip Qualcomm Snapdragon 730 thì nó đạt điểm số rất là cao là 216.000 điểm. Trong đó thì vào đây chúng ta sẽ xem được là điểm GPU của nó thì là 58.000, hơi thấp một chút. Tuy nhiên thì cái điểm số AnTuTu này nó cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi. Và ngay bây giờ thì mình sẽ test hiệu năng thực tế của chiếc Redmi K20 này với hai tựa game chính là Liên Quân và PUBG. Và như bạn đã thấy trên màn hình thì mình đang ở trong phần cài đặt đồ họa của tựa game PUBG Mobile trên chiếc Redmi K20 này. Thì với tựa game này thì nhà cung cấp đề xuất chúng ta một cái mức đồ họa là HD và tốc độ khung hình là ở mức là cao. Tuy nhiên thì mình sẽ hạ nó thêm bậc nữa, bởi vì đây là phân khúc tầm trung giá rẻ đúng không? Thì mình sẽ đánh đổi lại, đó là đổi cái tốc độ khung hình thành Ultra để cho ta cái tốc độ khi mà chơi game ý, chuyển cảnh nó sẽ mượt mà hơn. Vào đây, ở phần phong cách thì mình sẽ chuyển thành như thực này, bởi mình đã quen với cái phong cách này rồi. Rồi, còn những cái thông số khác thì mình sẽ kéo hết mức có thể. Đầu tiên là cái khử răng cưa này, độ sáng này 150. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào game nhá. Rồi, như vậy thì mình đã hạ cánh thành công. Và trước hết thì mình sẽ nói qua một chút về cái trải nghiệm đầu tiên của mình ở tựa game PUBG Mobile này đối với chiếc Redmi K20. Mặc dù là mình đã hạ một cái nấc đồ họa của nó về mức cân bằng rồi, và ở khung hình ấy, thì mình sẽ chọn mức là Ultra, tức là rất cao. Tuy nhiên thì khi mà mình ngoẹo sang trái, ngoẹo sang phải này, nó không được mượt cho lắm. Đấy, có lẽ thì cái rất cao hay như nào nó chỉ được như này thôi. Còn cái cực độ mà chúng ta thấy được ở trên những cái video test trên chiếc iPhone XS hay là XR thì có lẽ nó sẽ mượt mà hơn nhiều. Tuy nhiên, chiếc Redmi K20 này nó là một cái sản phẩm tầm trung giá rẻ, và có lẽ trong thời gian nữa thì nó sẽ rất là hot khi mà giá mức rẻ hơn rất là nhiều nữa. Thì cái mức này là cái mức hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên mình chỉ có hơi một chút hụt hẫng là bởi vì là con chip Qualcomm Snapdragon 730 là con chip mình đã từng đánh giá rất là cao, với số điểm AnTuTu rất là cao mình vừa sơ cho các bạn, nhưng khi mà vào game thì nó không được như là mình kỳ vọng. Đấy, thì có hơi hụt hẫng một chút. Đây là mình đang yêu cầu ở cái mức rất là khắt khe nhá. Còn nếu mà các bạn nào mà hạ xuống một bậc nữa thì chắc chắn rồi, cái chiếc Redmi K20 này nó có hiệu năng rất là ok. Bởi vì Xiaomi thì luôn là một cái hãng điện thoại mà nó đã biết đến với những sản phẩm ngon bổ rẻ, mà và chiếc Redmi K20 này cũng hoàn toàn như vậy. Như vậy, chưa đã bị bắn rồi. Mà nói qua vào lúc đồ mà quên cái đây rồi, trời ơi.
của khẩu lục. Khi mà các bạn để cái phong cách như thực này thì nó tất nhiên nó sẽ không thể màu mè được như là cái nhiều màu, tuy nhiên đổi lại thì cảm giác nó thật hơn thật, và chơi nó cũng sướng hơn và cảm giác như chúng ta đang ở trong chiến lược thật luôn ấy. Còn cái màu mè kia thì nó hơi ảo đấy, và có lẽ mình tin rằng sẽ có nhiều người thích cái này giống mình. Ok, bắn mày quá mất con rồi, tí nữa lại phải chơi bằng ván mới, quá may lút hết sạch đồ luôn, không chưa cái gì rồi. Như vậy là đã có đồ để đi chiến đấu rồi. Tiếp theo một vấn đề nữa mà bạn cần quan tâm, đó là cái vấn đề nhiệt độ của máy ở sau lưng. Thì hiện tại mình vừa vào game thôi thì máy nó cũng chỉ hơi ấm thôi, thì có lẽ là phải cần chơi thêm một khoảng thời gian nữa thì chúng ta mới đánh giá được. Nhưng mà với mặt lưng kính như này thì các bạn nếu mà chơi ở bên ngoài ấy, mà trời nóng ấy, thì chắc chắn nhiệt độ sẽ tăng rất là nhanh, và tất nhiên rồi cái trải nghiệm chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nhé. Cái này mình không đảm bảo cho bạn đâu. Và ở trong những cái video tiếp theo thì mình sẽ cố gắng để làm sao show cho bạn cái FPS ở đây, bởi vì nhiều bạn có yêu cầu. Tuy nhiên thì mình tin rằng những cái trải nghiệm thật nhất của mình thì cũng sẽ giúp các bạn phần nào có thêm cái tài liệu, tư liệu để tham khảo xem là một sản phẩm này có nên mua hay không nếu như nhu cầu của bạn là chơi game. Thì ở Liquid Mobile thì cái số khung hình thì mình cập nhật đều đặn được, còn bug gì nó không hiện đây. Với tốc độ khung hình là mình để rất cao như này thì có lẽ nó sẽ rơi ở mức tầm 30 đến 40 thôi, còn nó sẽ chỉ lên được 60 khi mà chúng ta bật cái cực độ lên thôi. Thật sự là khi mà bật cực độ thì cái trải nghiệm nó sẽ khác biệt hoàn toàn luôn đấy. Ở đâu rồi? Đây. Đấy, các bạn thấy không? Chỉ cần như này là mình đã đủ để bắn rồi. Mỗi tội là cái trình của mình thì nó không thật sự là cao thôi. Cái quan trọng nhất khi mà chúng ta chơi game này ấy, thì khi mà chúng ta cảm thấy bị bắn này, hay là chúng ta quay sang trái sang phải để ngắm nhìn địch này, thì nó không bị delay quá lâu, thì đây sẽ là yếu tố mà giúp chúng ta thành công trong cái ván game này. Đấy, thì chiếc Redmi K20 này hiện tại vẫn làm rất là ngon. Như vậy là với cái mức đồ họa là cân bằng và cực cao thì mình tin rằng cái tựa game PUBG Mobile này nó không thể nào làm khó được chiếc Redmi K20 này. Đấy. Còn nếu như bạn nào muốn trải nghiệm cái mức đồ họa cao hơn thì vẫn hoàn toàn được bật lên. Tuy nhiên với cái mức đồ họa cao nhất của nó là HDR và tốc độ khung hình là cao thì bạn nên chơi ở trong cái môi trường điều hòa nhé. Đấy, thì nhiệt độ nó sẽ được đảm bảo hơn. Hiện tại mình đang chơi trong điều hòa đấy, nhưng mà cái phần mặt lưng của nó bắt đầu ấm ấm lên rồi này. Và nếu như bạn chơi bằng 3G, 4G nữa thì nó sẽ còn nóng nhanh hơn, thì cái trải nghiệm nó sẽ bị ảnh hưởng khá là đáng kể đấy. Riêng phần chơi game thì lúc nào mình cũng đánh giá rất là cao những con chip đến từ Qualcomm đấy. Và đặc biệt con chip Qualcomm Snapdragon 730 này là con chip khả năng cao nó sẽ bùng nổ rất là nhiều, thậm chí đến sang năm nữa cơ. Rồi. Còn một phần nữa mà mình chưa nói đến đó là cái trải nghiệm cầm nắm này, cũng như là cái âm thanh, thì lát nữa vào Liquid Mobile thì mình sẽ nói cả hai cho các bạn. Rồi. Và để không làm cho thời lượng của video quá dài thì mình sẽ chuyển ngay sang cái tựa game thứ hai là Liquid Mobile, và mình sẽ tạm dừng cái phần trải nghiệm PUBG ở đây nhá. Như vậy là có lẽ cũng đủ rồi đấy. Khá là mười. Rồi, và những bạn đang thấy đây thì mình đang ở trong phần cài đặt đồ họa của tựa game Liquid Mobile. Thì cái bản Redmi K20 này là bản nội địa nên là mặc định vào game nó sẽ là tiếng Anh nhá. Tuy nhiên thì nếu mà thích tiếng Việt thì bạn có thể vào đây chọn về. Nhưng mà mình rất là lười, mình sẽ dịch cho bạn. Ở đây chúng ta sẽ bật được là cái tốc độ khung hình này, là bật là 60 frames trên giây này, là để cho nó mượt mà này. Độ phân giải HD này. Tuy nhiên ở cái phần display quality này thì mình không thể nào bật lên được cái mức HD. Thì đây cũng là một cái điểm trừ của chiếc Redmi K20 này. Mặc dù là nó có số điểm ăn số rất là cao, hay là có chip Qualcomm Snapdragon 730 cũng rất là khỏe, nhưng mà nó không thể nào bật được max setting của tựa game Liquid Mobile này. Đấy, chỉ bật được ở mức trên trung bình thôi. Rồi, mình sẽ dừng lại ở mức này, bắt đầu vào game để test game cho các bạn. Sẽ chơi một map 5 năm đây. Rồi, mình sẽ bật loa lên để cho bạn thấy sân loa to như nào nhé. Riêng những điện thoại đấy từ Trung Quốc thì loa sẽ rất là to rồi. Đấy, chưa, trọng tướng này. Rồi, làm con chip tầm trung, giá rẻ nên là vào game nó hơi bị cực một chút. Nhưng mà cái cực này nó ở mức hoàn toàn có thể chấp nhận được nhá. Dù sao thì chúng ta ấy, thì nó vẫn ăn đứt một vài cái chip Exynos của những dòng cao cấp nhá. Chắc chắn các bạn là như thế luôn. Qualcomm là GPU rất là cao. Rồi, chọn tướng thử thách này. Đấy.
đấy, và những con tướng là có nhiều hiệu ứng hơn này, nó sẽ bắt đầu giật giật một tí. Rồi, trong khi đợi thì mình sẽ nói qua một chút về cái trải nghiệm cầm đá của mình. Các bạn biết tại sao vừa nãy mình không nói, thực ra mình quên. Lý do là bởi vì là chiếc Redmi K20 này cho mình cảm giác cầm nắm rất là sướng, nên là mình quên mất luôn là không nói về trải nghiệm này. Bình thường ấy, nếu mà một chiếc điện thoại, ví dụ như là chiếc Note 10 Plus này, hay là chiếc Sony Xperia XZ Premium, nó kiểu vuông thành sát cạnh ấy, khi mà cầm phát là biết ngay, là phải nói luôn, nhớ đến ngay, à con này cầm không sướng thế nào. Nhưng cái chiếc Redmi K20 này, mặc dù là cái tổng thể nó hơi nặng một chút thôi, thế nhưng mà được cái là bốn cạnh nó được bo cong nhẹ này, cả hai cạnh bên này nó cũng làm bo cong cong lên này, nên là chúng ta cầm rất là sướng nhá, và nó không quá to, cầm nhỏ gọn trên tay. Đây là cái chiếc mà mình đánh giá là cho ra cái trải nghiệm chơi game rất là tuyệt vời. Mặc dù có nhiều bạn thì sẽ thích màn hình to hơn, tay to như mình chắc chắn sẽ nhiều bạn thích cái màn hình to hơn rồi đấy, cầm rất là thích này, vừa gọn trong tay. Và cái màn hình thì các bạn không phải lo lắng rồi, bởi vì màn hình của nó là màn hình dạng tràn cạnh rồi mà không có khiếm khuyết nữa, đâm ra là chúng ta sẽ có một cái không gian hiển thị rất là lớn. Mặc dù là kích thước tổng thể thì nó không quá lớn đâu. Rất là ưng cái chiếc Redmi K20 này ở khoản chơi game, đầu tiên là cái phần thiết kế đấy, còn âm thanh thì to đùng luôn. Âm thanh mà như mình vừa nói đấy, các hãng đến từ Trung Quốc thì loa rất là to. Rồi, như vậy nó đã là trong game. Và với cái mức đồ họa là trên trung bình thì chúng ta sẽ xem là nó sẽ mượt mà như nào đấy. Lagrot mình lướt này, rất là mượt này. Ở đây những cái bụi cỏ nó sẽ có hoa thôi, còn khi mà chúng ta vào đây nó sẽ không có hiệu ứng như thật. Đấy, cỏ thì cái cỏ này nhìn cũng giống thật thật, nhưng mà nó không lấp lánh như kiểu có gió thổi nó sẽ bị lung lay. Đấy, thì Liên Quân ở bản trận mới nó hiện cái đấy rất là đẹp, tuy nhiên thì nó cũng rất là nặng. Rồi, sẽ thử lướt xem nào. Có một cái mình rất là ghét nhé, mặc dù là cái màn hình của smartphone năm nay nó khá là to rồi nhá, nhưng mà Liên Quân nó làm nút này, ba cái nút này bị ẩn đi hụt eo, nhiều khi là bấm mà không trúng luôn. Rồi, sang qua này sẽ đi cướp bùa của được bạn này. Sao kia nó vừa mới vào mà đã hết máu rồi. Đấy, rất là mượt đúng không? Rồi, để ý một chút về cái số khung hình. Trời ơi, gặp địch rồi. Ăn được không? Nó chạy. Số khung hình nhá, khi mà view có bát này nó sẽ bị hụt xuống một nấc là về 59. Tuy nhiên thì sau đó nó lại về 60 rồi. Và mình đã ăn xong con bùa đỏ của đội bạn luôn. Ăn xong con bùa đỏ của đội mình nữa. Họ đánh Nagrod rất thích đi cướp bùa phá rừng đội bạn. Rất là phê. Ở những cái điều kiện như là chưa có combat này, hay là nội dung hình ảnh không có gì phức tạp thì nó vẫn là 60 này. Mặc dù ping nó hơi vàng thì nó vẫn là 60 này. Đấy, mình có thể cập nhật liên tục cái số khung hình cho bạn. Rồi, đây là cấp 4 rồi. Bắt đầu ra nhé. Ở phần sông nó có hiệu ứng này, nước nhưng mà vẫn ok. Rồi, combat luôn. Ăn chị cũng đau đi. Kìa. Ui xài. Và mình đã bắt đầu game này được 2 phút 20 giây rồi nha, nhưng mà máy thì hoàn toàn không hề nóng quá. Đấy, và máy không nóng thì tất nhiên là cái số khung hình của nó vẫn được duy trì rất là ổn định đây, 60, 59, 58 rồi. Còn nếu mà máy nóng phát là số khung hình giảm biết ngay. Thật sự là Redmi K20 hay là K20 Pro, thì đặc biệt là chiếc K20 này giá của nó hiện tại đang rất là rẻ rồi, một thời gian nữa thì nó còn rẻ hơn nữa cơ. Và mới với cái mức đồ họa như thế này thì có phải là quá ok không, đúng không? Ăn luôn. Rồi, vừa rồi chiếc Redmi Note 8 đã ra mắt rồi, tuy nhiên thì mình tin rằng vẫn còn cửa để cho chiếc Redmi K20 này tồn tại, bởi vì nó có thiết kế rất là đẹp, cái mặt lưng của nó màu rất là đẹp nhá, và camera thò thụt nữa, rất nhiều điểm hiện đại, và chơi game thì cũng ngon đúng không? Số khung hình vẫn 60 các bạn nhá. Rồi, thôi chờ trận này gặp toàn ông test thôi. Riêng cái tướng Nagrod này nếu mà không mượt thì không thể nào mà chơi được. Nếu như mà mình dùng cái vị tướng này Nagrod mà chơi ở trên chiếc Oppo F11 Pro với con chiếc Helio P70 thì chắc chắn là vài phút thôi là end game rồi. Đây, ăn trụ đây.
Rồi. Mình đã xanh hơn. Ủa, đã xanh. Rồi. Kìa. Ui, mày quá. Tí chết. À, lướt này. Và với cái mức độ họa là trên trung bình, nhưng mà các hiệu ứng kỹ năng vẫn rất là đẹp nha các bạn nhé. Nhìn này, riêng vị tướng Nagroth nhé, mình dùng skin bi và công nghệ này. Đấy, chưa. Rất tiếc là các bạn kia, bạn đã tranh mất cái vị tướng Violet của mình rồi. Thì chúng ta sẽ xem là cái bậc 3 chữ S xem là nó sẽ mượt như nào, sẽ ngon lành như nào. Bởi vì nó có nhiều hiệu ứng kỹ năng hơn. Cái này thì nó ra lâu rồi, nó chỉ xanh xanh này thôi. Nhìn rất là ưng. Như vậy thì chiếc Redmi K20 này nó không làm mình thất vọng một chút nào nhá. Chơi game rất là ok. Máy không quá nóng. Tuy nhiên thì mình đã chơi trong môi trường điều hòa. Còn nếu như mà các bạn chơi ở ngoài thì cũng giống như ở game PUBG mình có nói rồi đấy, thì nó cũng sẽ nóng lên rất là nhanh. Thêm một điểm nữa khen trên chiếc Redmi K20 đó là thời lượng pin của nó thì sẽ giúp ta có một cái trải nghiệm liên tục hơn. Riêng Xiaomi thì pin trâu khỏi bàn rồi. Mình có cảm giác là các hãng như năm nay là bắt chiếc Xiaomi sao. Năm ngoái thì chỉ có Xiaomi chủ yếu là pin trâu ấy. Năm nay thì như hãng nào cũng đều pin trâu hết. Rồi, 5 phút chơi game rồi. Và vẫn rất ok. Không có một cái vấn đề gì. Rồi, mình sẽ bật nhạc to lên để các bạn trải nghiệm tụi mình chơi game. Đấy. Trụ này. Đấy, quen nào chơi Nagroth không? Mình chơi cũng gà mờ đâu. Chạy. Rồi. Quá đỉnh. Rồi. Tiếp tục ra ăn con flash này. Núp này. Thôi chạy đâu này. May như này đấy. Tốt hơi yếu. Rồi, như vậy là đã qua gần 7 phút mình bắt đầu vào game. Và chiếc Redmi K20 này vẫn làm mình cảm thấy rất là hài lòng. Như vậy thì mình có thể đưa ra được cái tổng kết về cái trải nghiệm chơi game của mình trên chiếc Redmi K20 này. Đầu tiên, mặc dù là nó sở hữu một cái điểm số AnTuTu rất là cao, hơn 200.000 điểm, nhưng cái điểm số GPU nó lại hơi thấp một chút. Và chính vì vậy nên là khi mà chơi game PUBG Mobile ấy, chúng mình đã bật cái mức đồ họa là cân bằng cũng như là tốc độ khung hình cực cao, và nó vẫn hơi bị có một chút gì đó gọi là delay. Tuy nhiên thì cái mức này nó ở mức chấp nhận được. Đấy, các bạn chơi game nó rất là ok. Tiếp theo đến cái trò chơi Legend Mobile. Mặc dù là một con chip được đánh giá rất là cao ở trong phân khúc giá rẻ, nhưng mà với bản cập nhật mới của Legend Mobile thì chiếc Redmi K20 này thì lại không thể bật được max ping lên. Nó chỉ chơi được ở cái mức là 60:9 giây và cái mức chất lượng hình ảnh là trên trung bình mà thôi. Và với cái mức cài đặt đồ họa như vậy thì hiện tại mình chơi đến bây giờ là 7 phút 45 giây rồi. Vẫn chưa có bất kỳ một cái vấn đề nào đối với chiếc Redmi K20 này. Như vậy là nếu bạn nào mà lựa chọn chiếc điện thoại này để chơi game thì đây là một lựa chọn rất là ok. Bên cạnh những cái điểm mạnh khác của nó như là thiết kế này, camera thuần dụng hiện đại này, riêng phần camera thì năm nay Xiaomi đã làm tốt hơn rất là nhiều rồi, nên các bạn hoàn toàn phải yên tâm. Và mình sẽ chỉ nói chủ yếu về phần chơi game thôi, bởi vì đây là một cái video đánh giá hiệu năng cũng như là trải nghiệm game mà. Thì với hai tựa game phổ biến nhất là Liên Quân Mobile và PUBG Mobile thì chiếc Redmi K20 này đang làm mình cảm thấy rất là hài lòng với những gì nó sở hữu từ con chip này, mức giá. Rồi, và xin mời bạn để lại ý kiến của bạn về chiếc Redmi K20 này ở phần trải nghiệm game với hai tựa game phổ biến nhất ở ngay bên dưới video để chúng ta cùng nhau bàn luận. Và đừng quên bấm đăng ký kênh Dân Dê, bấm chuông theo dõi để được cập nhật thông tin công nghệ mới nhất, những cái video trải nghiệm game mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.